Giờ anh em đã chuẩn bị đồ sẵn sàng đi hái cà rồi nha. Đấy. Bạn anh em sẽ chở xe đi luôn. Giờ anh em theo chân mình để mà biết căn cảnh hái cà như thế nào nha. Let's go. Đấy, hiện nay anh em đang và đã tới vườn cà rồi nha. Anh em mình là Kenji. Chào mừng anh em đến với kênh đó nha, cà đây rất là ok nha. Đây hai cà già nha. Đây. Đây anh em sẽ hái bữa nay. Đấy, cà đây rất là bao la, rất là nhiều luôn. Sao lại? Nghe kìa. Cái kem này. Đây là cái đường thờ. Lấy mũ xiêm. Mình làm cái còn hơn ạ. Bùi tiêm hoàng. Anh em sẽ vô rải bạc nha. Rải bạc đây. Bây giờ sẽ trải bạc hai bên. Cách hái cà phê rất là dễ nha. Đấy, kéo bạc lên trên. Đây. Đấy, kéo bạc lên trên là trái như vậy. Đấy. Trải hai bên gốc cây nha. Bên đấy sau là trái bên này. Đây. Đấy xong. Ừ. Bà hiền. Bà hiền à. Các bạn làm lệch. Bà chạc ô, bỏ lên bà ô, lệch đẹp. Nha. Đây là cằn cắn hái cà phê. Đây. Nắm từng cành rồi vuốt vuốt. Đơn giản rồi đấy. Hái khi nào hết hàng rồi ra bạc nha. Ra bạc là đông vô bao. Đấy nha. Hello. Nhất này cái ông phụ à. Ông phụ tôi tiền em, tài khoản là tôi sẽ đọc sao. Đấy nha, càng cái cà phê nha, trái bạc rồi hái nha thôi. Mình xin tạm dừng clip tại đây nha, để mình còn đi hái nữa. Chào nha.